đội tuyển Đức trao thưởng cực khủng cho cầu thủ tại World Cup 2022. Liên đoàn bóng đá Đức công bố mức thưởng mà các cầu thủ sẽ nhận theo từng thứ hạng mà họ đạt được tại vòng chung kết World Cup 2022. Mới đây, Liên đoàn bóng đá Đức DFB đã công bố mức thưởng cho từng cầu thủ tại vòng chung kết World Cup 2022. Theo đó, mỗi tuyển thủ sẽ nhận tới 400.000 euro nếu giành được chức vô địch. Số tiền nói trên chưa bao gồm những khoản thưởng đến từ nhà tài trợ. Bên cạnh đó, DFB cũng công bố chi tiết về số tiền mà các cá nhân cầu thủ sẽ được hưởng theo từng thứ hạng. Cụ thể, nếu vượt qua vòng bảng, mỗi tuyển thủ nhận 50.000 euro. Con số này sẽ tăng lên 100.000 euro tứ kết và 150.000 euro tại bán kết. Trong trường thua ở chung kết, mỗi cầu thủ được hưởng 250.000 euro. Nếu giành vị trí thứ 3 chung cuộc, mỗi tuyển thủ bỏ túi 200.000 euro. Mỗi cầu thủ Đức sẽ được thưởng 400.000 euro nếu vô địch World Cup 2022, ảnh, Internet. So với World Cup 2014, nơi họ đã giành được chức vô địch khi đánh bại Argentina trong trận chung kết thì con số này được tăng lên khá nhiều. Tại giải đấu trên đất Brazil, mỗi cầu thủ Đức được nhận 300.000 euro. Trong khi đó, tại World Cup 2018, mức thưởng được trao cho mỗi cầu thủ là 350.000 euro nếu vô địch. Cách đây không lâu, Chủ tịch DFB Bernie Endort đã có cuộc họp với các quan chức và nhóm cầu thủ trụ cột bao gồm Manuel Neuer, Thomas Müller, Joshua Kimmich và Ilkay Gundogan để bàn về một số vấn đề liên quan tới World Cup 2022. Chia sẻ sau cuộc họp, ông Neil Endort nói, cuộc họp diễn ra với bầu không khí khá vui vẻ. Tất cả đã có cùng một ý kiến và đây là giải pháp tốt cho đôi bên. Đội tuyển Đức rơi vào bảng đấu khá khó tại World Cup 2022 khi có sự góp mặt của Tây Ban Nha, Costa Rica và Nhật Bản, ảnh, Internet. Tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sắp tới, cũng sẽ tăng nằm ở bảng E với Tây Ban Nha, Costa Rica và Nhật Bản. Đây được đánh giá là bảng đấu khá khó bởi sự xuất hiện của ông lớn Tây Ban Nha. Ngoài ra, hai đội bóng còn lại cũng thi đấu khá khó chịu. Nếu không cẩn trọng, họ hoàn toàn có thể sẽ bị loại ngay từ vòng bảng như ở World Cup 2018.